Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng Orderfood được thực hiện tại website mylab.vn. Mình tên là Chế Công Bình. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn load lên được như vậy rồi đúng không các bạn? Load được danh sách bài như vậy rồi, đúng chưa? Và mình cũng đã nhắc tới một cái gì các bạn? Một tới hiện trạng là khi chúng ta click vào thằng này, khi chúng ta roll lên thì nó gì? Nó sẽ hiển thị lên những cái thằng chúng ta không click nè. Nó hiển thị lên, đúng không? Ủa chúng ta không click mấy này, rõ ràng chúng ta chỉ click này thôi. Đúng như nào mà chúng ta roll lên, tại sao mấy này nó hiện? Thì tình trạng này phát sinh ra khi mà chúng ta như các bạn, chúng ta có nhiều bạn xảy ra. Đây các bạn thấy nè, rõ ràng hai thằng dưới chúng ta không click đó, mình vừa roll lên cái nó nhảy bậy liền. Đây các bạn thấy nè, thấy không? Roll lên nhảy bậy liền, roll xuống thằng này cũng nhảy bậy, roll lên nhảy bậy, thấy không? Mình click vô giá trị cũng bậy luôn ha. Đó rồi, bây giờ làm vấn đề chúng ta đặt ra là làm cách nào chúng ta fix được như vậy, fix được cái lỗi đó, đúng không? Bây giờ các bạn thấy rõ ràng là rõ ràng tôi chỉ lít hai này thôi mà, lít này thôi mà, tại sao mấy dưới đã có rồi mình thử khó khỏi dụng lại nè. Các bạn thấy nè, không có gì xảy ra đúng không? Bây giờ mình lít cho con kia hiển thị lên, mình roll lên cái rõ ràng mình lít số 1 mà đó, mình roll lên tiện cái số 3 hiển thị à, vô duyên không? Đúng không bạn? Các bạn thấy nó vô duyên không? Đó tiện cái tiện cái 13 lít roll lại cái thằng số 1, roll lên cái thằng số 15 đó. Các bạn thấy chưa? Đây là tình trạng rất là lộn xộn, và các bạn khi mà chúng ta làm việc với GridView và ListView chúng ta hay gặp cái tình trạng này. Bây giờ vấn đề chúng đặt câu hỏi chúng ta đặt ra là làm sao chúng ta fix được nó. Thì tình trạng này xảy ra khi các bạn làm việc với thằng RadioButton luôn ha các bạn ha. Nếu như các bạn có một cái RadioButton đó, các bạn vẫn gặp tình trạng này. Đó, bây giờ chúng ta cần tìm hiểu xem là tại sao, câu hỏi chúng ta đặt ra là tại sao bị tình trạng này. Đúng không? Chúng ta cần phải biết được nguyên nhân tại sao nó bị tình trạng này thì chúng ta mới biết được cách fix chứ. Đúng các bạn, tiện cái bây giờ nó bị tình trạng này mà chúng ta không biết nguyên nhân tại sao hết thì làm sao mà chúng ta fix được. Đúng chứ các bạn? Đúng không nào? Rồi. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn nguyên nhân tại sao mà nó bị như vậy. Này cũng cho đây là bài trước đúng không? Rồi mình tạm thời mình bỏ ha. Thì nguyên lý như vậy. Mình ví dụ với các bạn đây ha, để qua cho các bạn so sánh. Rồi, mình ví dụ bàn 1, bàn 2, bàn 3, bàn 4. Ví dụ như là ListView, có phải các bạn thấy là đầu tiên thằng ListView chúng ta đổ bao nhiêu giá trị các bạn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mặc dù chúng ta có bao nhiêu? 18. Nhưng mà sao các bạn? Nó để hiển thị đủ màn hình thì nó chỉ cần load ra 9 thằng thôi. Đúng chưa? Rồi. Đây mới là vấn đề, load ra 9 thằng. Rồi khi nó load đủ 9 thằng. Đây là mô hình nào. Mình ví dụ như đây là nó đã load 9 thằng rồi ha. Thôi, vẽ cho hết đi. Rồi, vẽ cho bộ mình ví dụ ha. Mình ví dụ đây, nó đã load hết một thanh drone rồi. Đúng chưa? Ha, nó đã load đến một thanh roll rồi. Rồi, khi chúng ta roll xuống, các bạn thấy khi chúng ta roll xuống ha, roll xuống thì sao bạn? Đây mình roll nè. Thằng nào mất? Thằng nào mất nè? Bàn 1 2 3 mất đúng không? Các bạn lưu ý là không phải là nó còn tồn tại ha. Khi các bạn thấy là khi chúng ta roll như vậy, các bạn tưởng rằng roll như vậy là bàn 1 2 3 nó còn tồn tại trên á. Đúng không? Theo các bạn nghĩ như vậy, nó còn tồn tại đâu nút trên á, đúng không? Sai lầm. Các bạn nghĩ như vậy là các bạn sai lầm, quá là sai lầm. Thì khi các bạn roll lên tới đây các bạn lưu ý nè, khi nó roll như vậy đúng, chúng ta roll như vậy đúng là một bàn 1, 2, 3 nó còn, đúng là nó còn á. Khi chúng ta roll hẳn lên, khi chúng ta roll tới mức bàn số 6 á, thì bàn 1, 2, 3 chúng ta lúc này nó đã bị xóa sổ đi rồi, nó bị xóa sổ đi rồi đó, đúng không? Khi nó bị, các bạn thấy là nó đã bị xóa đi rồi đúng không? Rồi những cái bàn gì, bàn 13, 14, 15 ở dưới á, bàn 13, 14, 15 ở dưới lúc này nó mới khởi tạo ra bàn 13, 14, 15 ở dưới. Đúng không? Lúc này nó mới khởi tạo ra bàn 13, 14, 15 ở dưới. Đó. Các bạn thấy không? Nó xóa thằng này để nó khởi tạo thằng khác, xóa thằng này nó khởi tạo thằng khác. Đó chính là nguyên tắc hoạt động của GridView. Thì các bạn thấy là chính vì nó xóa thằng này rồi, đúng không? Chính vì nó xóa rồi thì sao các bạn? Thì làm sao nó còn nhớ được cái giá trị mà chúng ta đã lít vào thằng 1 này? Đúng không? Làm sao nó nhớ được giá trị chúng ta lít vào thằng 2 này? Đúng chưa? Đúng không? Bởi vậy khi chúng ta roll ha, mặc định nó sẽ lấy thằng cuối cùng. Nó là thằng cuối cùng và gì? Nó hiển thị lên. Bởi vì đó là lý do tại sao các bạn thấy nè, khi các bạn roll lên thì sao? Thằng bàn số 3 nó lại được hiển thị. Khi bạn roll xuống thì có thể là bàn số 18 nó được hiển thị khi mà các bạn click vào thằng số 1 này. Bạn roll xuống có thể là 18 hiển thị. Và số 2 click xuống. Đó chính là lý do ha. Đó là lý do gì? Khi chúng ta roll lên roll xuống như vậy thì sao? nó bị mất đi. Đây các bạn thấy nó bị mất đi và gì, nó tự lấy giá trị thằng dưới nó gắn lên chân trên, đúng không? Vậy vấn đề chúng ta đặt ra là làm sao chúng ta lưu được giá trị thằng này, làm sao chúng ta biết thằng này đã được list rồi và nó đừng cần được hiển thị cái này, đúng không? Vậy vấn đề đặt ra là chúng ta biết làm sao biết nó được list và nó lưu giá trị đó. Đó chính là cách mà chúng ta cần giải quyết. Thì rất đơn giản thôi, các bạn thấy được rằng là gì, có phải bàn 1 là một đối tượng bàn ăn DTO, đúng không? Nó là một đối tượng bàn DTO. Vậy mình chỉ cần thêm tính gì, mình cần thêm một tính là boolean thôi, đúng không? Để mình nhận dạng là khi mình lít vào nó thì mình xét được gì, trạng thái là đã được lít bằng chu, đúng không? Mình cho đã được lít bằng chu thì sau đó là khi mình roll lên, đúng không, mình chỉ cần là gì, mình lấy lưu tính là để xem nó đã được lít hay chưa, mình hiển thị lên thôi, đúng không nào? Rồi nói thì chúng ta làm liền. Bây giờ mình sẽ qua lại gì nè, đúng rồi, bạn anh DTO mình thêm tính là gì, một cái tính là boolean đi ha, là ví dụ như là được chọn, được chưa, được chọn hoặc là các bạn được list gì đó tùy các bạn. Mình để là được chọn, mình bấm cái gì này nhảy qua đây rồi, đây được chọn. Thì bây giờ chúng ta là getter setter cho nó, đúng không, để chúng ta có thể get set dữ liệu được. Getter setter rồi chúng ta có được chọn rồi ha. Đây chúng ta đem lên đâu rồi, được chưa? Rồi thì vấn đề rất đơn giản thôi, có phải các bạn thấy là khi chúng ta lít vào thằng bàn 1 thì chúng ta gì, chúng ta xét được chọn bằng chu, xét thằng bàn 1 có thuộc tính được chọn bằng chu, lít vào bàn 2 thì xét bàn 2 có thuộc tính được chọn là bằng bằng chu thôi, đúng không? Vậy các bạn thấy là có phải là khi mình lít vào bằng bàn này thì phải là gì, thằng này, đúng không, thằng này bằng bằng chu, đúng không nào? Rồi nghe nói có vẻ đơn giản quá, đúng không? Vậy làm sao chúng ta biết được là như mình nói, đúng không? Mình lít vào image này thì gì, là mình set thằng bàn 1.dto của bàn 1 á, set thuộc tính nó bằng chu thì làm sao mình set, đúng không? Làm sao mình lấy được tính bàn 1? Ở đây mình chỉ lấy được gì, mình chỉ lấy image thôi, đúng không? Bây giờ làm sao mình can thiệp vào được cái danh sách, có nghĩa là mình làm sao mình can thiệp đường này nè, đúng không? Làm sao mình can được thiệp đường này, mình lấy gì, vị trí bàn 1 mình set được tính được chọn là bằng chu, đúng không? Đúng chưa? Rồi rất là đơn giản nè, các bạn thấy nè, các bạn chúng ta sẽ sử dụng thủ thuật một cái là lúc các bạn nhớ lúc đầu, đúng không, chúng ta xài ViewHolder chúng ta sử dụng thủ thuật là get tag, đúng không? Chúng ta sử dụng được get tag, một cái phương pháp là get tag để chúng ta lưu trữ là ViewHolder, đúng không nào? Vậy có cách nào chúng ta lưu trữ lại cái vị trí, đúng không, vị trí của thằng gì, thằng này, thằng được list này, đúng không? Ví dụ như mình list vào bằng 1 thì vị trí phải là vị trí số 0, list bằng 2 là vị trí số 1, list bằng 3 là vị trí số 2, đúng không? Các bạn ta lưu vị trí không? Có, đúng không? Chúng ta list ở đâu bạn? List vào image hình ảnh thì đúng rồi, thằng image hình ảnh nó sẽ lưu cái vị trí. Vậy là mình có phải là khi mình list vào image hình ảnh là gì? Mình lấy vị trí, đúng không? Có phải là thì đơn giản lắm. Vậy chúng ta lưu sao đây? Chúng ta lưu vị trí sao đây? Không lẽ bây giờ các bạn thấy là list vào thì chúng ta lưu hả? Đâu đúng đâu, đúng không? Có phải là lúc này là gì? Có phải là khi nó được tạo ra, khi mình hình ảnh được tạo ra thì nó đã lưu cái vị trí rồi, đúng không? Các bạn thấy là khi được tạo ra thì nó đã lưu vị trí rồi. Các bạn đọc sao bạn nhớ vậy ha, khi được tạo ra thì nó đã lưu được cái vị trí rồi đó. Vậy nhiệm vụ chúng ta là gì? Khi được tạo ra vị trí rồi, rồi khi được tạo ra đâu? Get view, đúng không? Get view là gì? Nó khởi tạo view chứ nữa. Vậy là một cái get view nó tạo được gì? Nó tạo được bằng 1. Get view đầu tiên tạo bằng 1. Vậy là khi được tạo ra cái nào? Nó nằm trong get view nè, đúng chưa? Vậy đâu? Đúng rồi ha. Đây chúng ta sẽ set ngay đây luôn. Đúng chưa? Đúng không nào? Vậy chúng ta set viewholder.image, bàn ăn.image gì? Bàn ăn.setTag bằng gì? Chúng ta đang cần lưu vị trí mà. Đây bằng position. Đó, bằng position. Xong. Thì chúng ta khi chúng ta click vào chúng ta gì? Lấy vị trí ra, đúng không nào? Lấy vị trí ra. In vị trí bằng gì các bạn? Đúng rồi, bằng viewholder chấm gì? Chúng ta có cần chấm image bằng ăn không? Không, bởi vì chúng này chúng ta biết chúng ta lít vào đâu? Lít vào bằng ăn, mà lít vào bằng ăn chính là gì? Có phải là chính là thằng view không? Có phải thằng view? Có phải nào? Các bạn thấy nè, image bằng ăn được lít, khi được lít có phải là thằng view này tượng trưng cho image bằng ăn, đúng không? Hay chúng ta cần gọi ra viewholder chấm image bằng ăn không? Vẫn được ha, hoặc là vẫn được á, vẫn được bình thường thôi ha, vẫn được. Đây để nhanh nhất các bạn có thể gọi view chấm get tab, được chưa? Thì các bạn thấy là cái thằng chữ V này nó đại diện cho button list, đúng không? Và button list này chúng ta đâu là thằng nào? Lấy mình bằng ăn thì chúng ta lấy được cái vị trí, lấy được chưa? Lấy được rồi, đúng không? Lấy được rồi chúng ta cái gì? Đúng rồi, chúng ta chỉ cần set lại thôi. Chúng ta lấy vị trí này, chúng ta truyền vào cái list để chúng ta biết được là để chúng ta lấy được gì, thằng bàn số 1 và chúng ta set lại vị trí được chọn bằng chu là cái gì nhỉ? Bàn ăn list đúng không? Bàn editor list chấm get position. Đúng không? Chấm get vị trí. Đúng không? Lúc này chúng ta lấy cái gì? Nếu như là thằng 1 được list thì đây là gì? Chúng ta lấy được thằng bàn ăn 1 đúng không? Và chúng ta set lại thuộc tính là được chọn chấm set. Set gì? Được chọn bằng chu. Được không nè? Đúng không? Rồi mình bỏ sức tót đi ha. Rồi các bạn thấy là được chu. Rồi các bạn có thấy là nếu như mình set là được chu, set bằng chu rồi ha. Đúng không? Mình set bằng chu rồi. Vậy có phải là khi mình click vào, vậy là mình biết nó bằng chu rồi đúng không? Vậy là mình roll lên. Đúng chưa? Mình biết bằng chu rồi, mình roll lên. Vậy làm sao mình biết là mình set được là mình roll lên, mình set được là làm sao biết được đó là bằng chu để mình gì? Mình hiển thị này lên. Đúng không? Có phải là khi chúng ta roll lên thì sao? Nó gọi là GetView để nó tạo lên bàn mẫu đúng không? Vậy là gì? Chúng ta xét đâu? Chúng ta vẫn xét trong GetView. Đúng chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ xét ngay đây. Chúng ta xét nếu gì? Nếu như bàn ăn data list .get ở vị trí position. Có nghĩa là nó lấy tất cả luôn các bạn, lấy tất cả khi nó tạo ra mấy này nè thì nó xét xem là thuộc tính được thằng này có tính được chọn bằng chu hay không. Nếu bằng chu thì hiển thị ra, không bằng chu thì thôi. Được chưa? Get vị trí position chấm gì? Chấm get được chọn. Sao không có get được chọn? Chấm y ha. Thì boolean bên kia là y được chọn. Kia là y được chọn là bằng chu, kia là thuộc tính nó được chọn bằng chu thì sao? Thì mình hiển thị lên đây, thử một cái thôi. Nếu được ok cái này mình áp dụng cho bên kia liền. Đó, được chưa? Chạy lên thử ha. Ngược lại thì bằng font ha. Chúng ta phải có font nữa, cứ ngược lại là nó ẩn đi á. Chúng ta sẽ đây là invisible. Rồi chạy lên. Chúng ta thử ha. Thì bạn thấy là cái thủ thuật chúng ta làm cũng rất là đơn giản, không có khó gì hết. Ok. Rồi, Phạm Tuân. 1 2 3 4 5 6. Ok. Click vào, kéo lên. Bạn thấy là gì? Kéo lên. Sao các bạn? Đây, click vào. Kéo lên. Được chưa nào? Được chưa? Được rồi đúng không? Đó, thấy không? Chúng ta chỉ cần thêm một thuộc tính thôi là chúng ta đã làm được cái việc đó, đúng không? Rồi chúng ta áp dụng cho 3 bức tin còn lại. Bạn thấy là gì? Để sửa được cái lỗi đó rất là đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ cần lưu liền, lưu lại cái trạng thái của cái thằng bàn đó để xem là nó có được chọn hay không thôi. Đúng không? Lưu vào, lưu trạng thái thôi. Rất là đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ áp dụng lại cho 3 bức tin kia bằng cách gọi ViewHolder bàn ăn chấm image thanh toán luôn. Việc này cũng cần thì được hiển thị mà đúng không? Chấm set visible, view chấm invisible, chấm visible ha, lộn. Rồi copy đi, copy cho lẹ. Rồi là image là ẩn đúng không? Rồi copy hàng này dưới, chúng ta chỉ cần đổi là visible thôi. Các bạn thấy là chúng ta chỉ cần một cái lưu trạng thái thôi là chúng ta đã fix được cái lỗi mà chúng ta nghĩ nó rất là phức tạp. Chạy lên nào. Rồi thì xong một chút mình có thể lúc nãy mình nói khó hiểu thì mình sẽ giải thích lại. Thì giải thích lại nhiều lần thì để giúp các bạn hiểu rõ hơn thôi ha các bạn. Phạm Tuân 1 2 3 4 5 6. Ok. Đây, click vào bằng 1, kéo lên. Có hiển thị không bạn? Không. Được chưa? Hiển thị đủ chưa? Đủ rồi đúng không? Click vào bằng 2. Đủ không? Đủ đúng không? Vậy các bạn thấy là gì? Thằng này. Vậy chúng ta viết thành function được không? Đúng không? Các bạn thấy là chúng ta cần copy này cho cả này mà, đúng không? Vậy chúng ta sẽ viết thành function private void hiển thị button. Đúng không? Hiển thị button. Rồi, thằng dưới là gì? Ẩn button. Private. Vậy chỉ có mình thằng này xài thôi nên chúng ta sẽ khai báo private ha. Ẩn button. Đó. Rồi chúng ta đem này. Thằng hiển thị thì đem vô là hàm hiển thị, được chưa? Hàm ẩn thì chúng ta đem vô thằng ẩn. Được không? Rồi thì đây chúng ta là hiển thị button. Các bạn thấy là cái việc hay của thằng gọi hàm là như vậy. Rồi ẩn button. Đó, thì đây là hiện button thôi. Hiện button. Rồi chạy lên, chúng ta test lần cuối ha, rồi mình sẽ giải thích lại. Ok. Rồi thử nhập tên, đăng nhập cái đã. 56. Ok. Rồi lít vần 1 hiển thị ra rồi ha. Ok ha, có vẻ ổn. Kéo lên, kéo lên. À mấy thằng này cũng hiển thị luôn, có vẻ ổn. Kéo lên. À ok, rồi thử lít vào thằng bàn 17 xem. Kéo lên. Ồ vẫn ổn đúng không? Kéo xuống. Rồi vẫn ổn. Rồi các bạn thấy là gì? Chúng ta đã làm được cái fix được cái lỗi đó rồi đúng không? Rồi mình giải thích lại cái nguyên lý hoạt động cũng như là tại sao nó lại bị lỗi đó ha. Rồi mình xóa lại, mình giải thích lại từ đầu. Rồi các bạn thấy là ví dụ như là khi cái view chúng ta được tạo ra đúng không? Có phải là mỗi một view này nó tương ứng với một get view, mỗi một này tương ứng với get view, được chưa? Rồi khi mà get view chúng ta tạo ra các view á, mà nó đủ màn hình đó ha, thì mấy sao là nó không được tạo nha các bạn lưu ý. Thì đây là một convert view ha, đây là một convert view. Rồi khi nó được tạo ra như vậy, à xin lỗi các bạn, đây là một get view. À mình xin lỗi các bạn là mình nhầm, đây là một get view. À, quy một dòng là một get view, một dòng là một get view ha. Đây là các convert view. Rồi khi nó tạo ra như vậy, các bạn thấy là cứ mỗi get view nó tạo ra đúng không? Khi mà nó không đủ chỗ nữa, à ví dụ như các bạn click vào đây, thay các bạn click vào đây nó hiển thị ra 1, 2, 3 đúng không? 3 nhỏ nhỏ gì đó, đúng chưa? 3 nhỏ nhỏ. Rồi khi mà các bạn roll xuống nó không đủ chỗ, roll xuống thì gì? Những thằng này nó mới được gì? Nó mới được tạo ra, thằng get view nó sẽ tạo ra mấy thằng còn lại. À nó được tạo ra mấy thằng còn lại. Thì các bạn thấy là roll thì nó tạo ra mấy còn lại thì sao? Có phải là nè, nó tạo mấy còn lại thì sao? 1, 2, 3 ẩn đi đúng không? Thì có phải là mấy thằng này nó không phải nó ẩn đi mà nó xóa luôn hoàn toàn mấy thằng này, xóa luôn hoàn toàn đúng chưa, để nó tạo ra mấy thằng mới. Và cứ như vậy ha, chúng ta thêm mấy thằng dưới nữa, nếu chúng ta còn giá trị thì nó tạo ra mấy thằng mới dưới nữa, và vậy nó xóa luôn mấy thằng này, được chưa? Rồi thì khi các bạn roll lên lại á, thì nó xóa gì? Nó xóa mấy thằng dưới, và vậy nó tạo ra mấy thằng trên. À, nó xóa mấy dưới này và nó tạo lên trên này để lấy vị trí trống trong mấy trên này đó, nó làm như vậy. Thì các bạn thấy là chính vì nó xóa như vậy thì sao? Có phải là nó không lưu được cái trạng thái mà này nó lít đúng không? Nó xóa và nó khởi tạo mới á, có nghĩa là khi các bạn roll lên thì nó khởi tạo lại mới hoàn toàn này, được chưa? Nó khởi tạo lại mới hoàn toàn đó ha, nó khởi tạo lại mới hoàn toàn. Thì hoặc là các bạn có thể hiểu như vậy nè, ví dụ như các bạn tạo ra này là vị trí là 0, 1, 2, 3 đúng không? Đây mình ví dụ nè, ví dụ như đây là 0, 1, 2, 3 được chưa? Rồi 4, 5, 6 đúng không? Rồi khi các bạn roll xuống đúng không, thì thằng này được tạo ra và này bị xóa đi đúng không? Và các bạn thấy là thằng số 1 chúng ta được lít nha, các bạn lưu ý số 1 chúng ta được lít. Rồi nhìn thấy 6 này đi, thì lúc này thằng này trở thành 0, 1, 2, 3, thằng này trở thành là 4, 5, 6, 7 được không? Nó trở thành 4, 5, 6, 7 thì lúc này nó lấy gì? Các bạn lúc này là nó nhớ là thằng này được lít đúng không? Thì nó xem sao? À nó đem thằng này thảy qua cho thằng ở dưới, thảy qua cho thằng này. Bởi vì các bạn thấy là đó là tình trạng tại sao các bạn roll lên, nó là thảy gì? Thảy này cho thằng này. Rồi và khi các bạn tạo lên đúng không? Nó lại bỏ thằng này và nó lấy lại, nó khởi tạo lại thằng này đúng chưa? Thì sao? Lúc này này là 0, 1, 2, 3 thì sao? Nó đem này nó quăng ra thằng cuối cùng, nó lấy cuối cùng nó cứ add vô, cứ như vậy nó lấy cuối cùng nó add vô. Đó chính là nguyên nhân nó phát sinh lỗi. Và chúng ta fix bằng cách là chúng ta lưu lại trạng thái được chọn của nó đó, để chúng ta được như thế này, được chưa các bạn? Rồi thì như vậy ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn fix xong lỗi giống như vậy. Thì đối với RadioButton hay bất cứ thằng nào, cách fix chúng ta đều là như vậy hết, chúng ta cần tạo ra một hàm là hàm được chọn, được chưa các bạn? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.